Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để cập nhật những video nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aerod đến từ Lamas Finance nhận hạt 12.000 USDT mọi người nhé. Để tham gia dự án Aerod này thì mọi người sẽ vào link phương tài cho mình, sau đó mình sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io này. Với phôi giải thưởng là 1.020 member sẽ nhận được là 10 đô token, 10 USDC mọi người nhé. Ok, để tham gia dự án Aerod này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mình hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io cho mình. Đầu tiên mọi người join vào kênh channel new dự án. Đây mọi người sẽ bấm vào hàng ngày, mọi người join vào kênh channel new dự án này. Ở đây bấm tham gia kênh cho mình nhé. Sau khi tham gia kênh thì mọi người sẽ bấm trở lại cho mình. Tiếp theo bấm avatar. Sau đấy mọi người copy username kênh Telegram của mọi người gửi vào Aerod cho mình nhé. Rồi bấm con tin. Ok. Ở đây tích và tôi không phải là người máy này. Nhấp vào chiếc xe đạp nha. Ok rồi. Tiếp theo là join vào kênh group Telegram. Ở đây bấm tham gia kênh này, sau đó chat cho mình từ ở đây. Ok. Quay trở lại Aerod. Nhấp username kênh Telegram của mọi người vào đây. Bấm vào con tin. Ok. Tiếp tục follow kênh Twitter. Ở đây mọi người sẽ bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Ok. Rồi sau đó quay trở lại Aerod, nhấp vào con tin. Ok, tiếp theo là retweet là bài đăng. Cái xuống dưới bài đăng mọi người retweet là bài đăng này cho mình nhé. Ở đây bấm tweet lại cho mình. Rồi sau đó thả tim. Ok, quay trở lại Aerod, bấm vào con tin cho mình. Ok, tiếp theo like, comment, tag 3 người bạn ở cái bài đăng này, mọi người lên. Mọi người sẽ like này và comment nhé, với gắn thẻ 3 người bạn cho mình. Ở đây các mọi người có thể comment một đoạn nhé. Bấm trả lời cho mình. Ok. Rồi quay trở lại Aerod. Bấm vào con nhập URL, tức là mọi người sẽ bấm vào đây nhá. Bấm vào cái bài đăng của mọi người đây này. Sau đây bấm vào sao chép liên kết. Ok, sau đó gửi cái link retweet vào đây, link comment ấy. Ok, bấm vào con tin. Rồi, tiếp theo tweet về bài đăng này cho mình. Bấm tweet này. Sau đó bấm đăng tweet. Ok, quay trở lại Aerod. Bấm vào con tin. Rồi. Ok, tiếp theo follow kênh Medium. Sau đấy mọi người sẽ gửi username kênh Medium của mọi người vào đây cho mình nhé. Ở đây bấm theo dõi cho mình nhé, follow cho mình. Rồi sau đây bấm avatar. Sau đây bấm avatar chỗ này. Ở đây mọi người sẽ có username kênh Medium của mọi người đây nhé. Sau đó quay trở lại mọi người sẽ gửi kênh Medium của mọi người vào đây. Ok, bấm con tin. Ok, tiếp theo visit website. Ở đây mọi người chỉ cần click here thôi. Ở lại 10 giây nhé. Ok, sau đó quay trở lại Aerod này. Bấm vào con tin. Ok. Tiếp theo địa chỉ ví, ở đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví Solana nhé mọi người nhé. Thì mọi người sẽ vào ví solet.io, sau đó mọi người copy địa chỉ ví Solana cho mình nhé. Ok, mọi người sẽ nhập này. Tiếp tục bấm con unlock này. Rồi. Sau khi vào đây mọi người bấm vào đây để sao chép địa chỉ ví cho mình. Bấm sao chép. Ok, rồi. Sau đó quay trở lại Aerod. Mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình.
Những ai chưa có địa chỉ ví thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả để mọi người sẽ tạo địa chỉ ví Solana cho mình nhé. Rồi bấm vào đây con tin. Ok, và cuối cùng ở dưới đây mọi người sẽ sao chép link, mọi người đi chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án này AirDrop này mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.